mình thân đi nhìn vào cành trăm mà ta trao đó lòng tin đưa đến vi hoàng trước giờ sáng đến ngu băng thần chưa ghi công làm sao thọ hưởng ân vàng cầu người thương cho chối từ chờ ngày vinh quang cô hương. Di quang cành trăm ta trao cho nàng không phải loại trăm cẩn vàng nạm ngọc mà nó sẽ thay lời ta giao cho nàng trọng trách sang ngu. Tiện nữ xin nghe. Di quang cành trăm này có chứa nhiều chất độc, thử lòng nàng ta hiểu rõ chí tận trung. Khi sang đến Ngô Bang, nếu như ai vì gẫm nhung sa mã phản quê cha, chất độc của cành trăm Di quang hãy thi hành giết khẩu. Ý của hoàng hậu sát nhất miêu cứu an giảng thử. Phải giết chết một con mèo để bảo tồn mạng sống lũ chuột con, dù thâm tình ruột thịt tở núi non cũng cương quyết đoạn ly để bảo vệ trường tồn giết quốc. Không riêng gì Tây Thi, Cù Ba, Trịnh Đáng, Đông Thi, mà cả Di Quang nếu phản bội giang sơn thì trăm độc này sẽ dứt đời Di Quang diệt nữ. Hay lắm Di Quang. Khẩu kiến nương nương. Đại phu hãy bình thân. Bẩm nương nương, đã đến giờ các mỹ nữ lên đường. Chúa công giá lâm. Chúa công vạn vạn tuế. Vạn vạn tuế. Ta miễn lệ tất cả bình thân. Phạm đại phu truyền sắp bài hương án. Lòng thành tâm cầu khấn, tiếng dương chứng minh thề nguyện. Rượu cay cầm tay theo hương khói tâm quý không mờ phai, ghi sâu quyết thu vọng quốc sầu thương không bi ai, nước non vì quốc thoát cơn nguy biến, thành tâm khói hương dân thai tận lòng. Đến nơi ngũ trào
Lại thứ nhất, xin tê cao đất trời giáp đầu tả tội. Vì câu tiễn là làm suy vong Việt quốc. Lại thứ hai, xin tạ tội cùng tiên đế ngàn xưa. Lại thứ ba, xin gửi sang Hà cho những nàng ảnh thư liệt nữ. Chữ kiên trinh cần nên ghi giữ, chớ phai lòng theo bà Vinh Hoa. Hay lấy máu hồng tô thắm non sông, cho ngàn sao rạng rỡ anh hùng ca, cho lưu danh gái Việt muôn đời. Xin cắt vào trong tim câu vĩ quốc, dòng thân vì nước tận tình. Giữa trường đình ta có lời tâm nguyện, lưu vong gánh chịu tiền lấy nhục làm vinh. Niềm phẫn mô hoàng mối hận không vui, giữa tiếng cười ta nghẹn lời trong lễ mau. Con cháu Việt ban phải khắc sâu hoài bao, tìm phương mây đắp phù sai cho điên đảo ngô trào. Một chuyến ra đi là tự quyết, không tròn sứ mạng quyết chẳng hồi quy. Hay, hay lắm, hay lắm. Ôi lời quả quyết ẩn chứa lòng trung liệt, trẫm tin vào khí tiết của những đấng hồng nhan, truyền tương cúc tửu. Dập vui cây tông nông ta máu lê ập tràn, dân hờn than dòng quân mang kiếp người như có rương. Lửa hờn quân nung sôi hờn thù, hy sinh không màng gian nguy, ngô vang mong ngày tàn đời chẳng tiếc thân nhàn hồng cứu đất nước. Nam quang dài nữ anh thư mà đã